Nói về những ứng dụng của giải pháp O2O, Online to Offline vào trong bán lẻ thì rất là đa dạng. Chẳng hạn như ứng dụng di động của chuỗi cửa hàng tiện lợi này thì nếu khách hàng mua đủ 6 ly nước sẽ được miễn phí ly thứ 7. Và khi mà đã đến đây để lấy ly nước miễn phí này rồi thì nhiều khi sẽ tiện tay mua thêm những món hàng khác nữa. Như vậy thì tính ra cửa hàng đã có thêm khách offline đến mua trực tiếp. Nhưng mục tiêu lớn hơn để chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nhanh chân triển khai ứng dụng di động O2O tại Việt Nam là để xây dựng và phân tích nguồn dữ liệu hành vi của khách hàng. Từ đây, doanh nghiệp sẽ đưa ra các chương trình, sản phẩm đón đầu xu hướng tiêu dùng của khách hàng và làm marketing, quảng bá trên chính các ứng dụng này. Chúng tôi dùng những cái đấy để mình có thể là nói chuyện với khách hàng, để tìm hiểu được là cái nhu cầu khách hàng như thế nào, cũng như là giới thiệu khách hàng sản phẩm, dịch vụ của mình để làm sao mình càng ngày càng cải thiện hơn. Các hệ thống siêu thị lâu năm trên thị trường thì đang triển khai O2O ở mức độ cao hơn, cho phép người dùng đặt mua hàng ngay trên các nền tảng công nghệ và giao hàng tận nơi. Tức là không chỉ một chiều từ online đến offline, mà làm được cả chiều ngược lại, từ offline đưa lên online. Những cái tên tiên phong là Aeon, Lotte Mart hay Coopmart. Đại diện Lotte Mart cho biết, lượng người dùng app di động để mua sắm đang tăng trưởng gấp đôi theo tháng. Tín hiệu ban đầu rất tốt, giá trị mỗi đơn hàng của người dùng app di động của chúng tôi là 500.000 đồng, cao hơn mức 200.000 đồng của người mua sắm trực tiếp tại hệ thống. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến đổ đến 50 triệu đô la Mỹ để tiếp tục đầu tư cho thương mại điện tử tại Việt Nam. Việc các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi bắt đầu chú trọng đầu tư giải pháp O2O để nhảy vào cuộc đua thương mại điện tử là tất yếu. Bởi theo giới chuyên gia, chính các nhà bán lẻ đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ hàng chục nghìn trang thương mại điện tử đang hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Cái thách thức lớn nhất của họ đó là dịch vụ khách hàng chúng ta có tốt hay không, mà cụ thể đây là dịch vụ vận chuyển. Như vậy thì đòi hỏi trong cái chuỗi cung ứng, nhà bán lẻ phải kết hợp được offline và online một cách rất là nhuần nhuyễn để chúng ta có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ là đồng nhất. Với những ưu thế đặc thù là kinh nghiệm hàng chục năm hoạt động trên thị trường, có sẵn độ phụ điểm bán lẻ rộng lớn, đa dạng, các nhà bán lẻ vẫn là ẩn số thú vị trong cuộc cạnh tranh thương mại điện tử.